Được đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến nằm trên địa bàn phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, được đánh giá là ngôi trường có cơ sở vật chất khang trang rộng rãi nhất nhì thị xã Buôn Hồ. Năm học này, trường có 21 lớp, 830 học sinh và trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến được chọn là một trong hai trường mũi nhọn giáo dục của thị xã. Trường đã được đầu tư cơ sở vật chất bài bản và triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là theo thiết kế trường có 3 cổng, nhưng đến nay mới chỉ mở được cổng phụ thứ nhất hướng ra đường Quang Trung, phường An Bình, còn cổng chính và cổng phụ thứ hai vẫn chưa có trục đường thông nên vẫn đóng kín. Những người dân chúng tôi là mong muốn rằng là sẽ có một con đường là đi thẳng theo cái cổng này để cho cái lưu lượng học sinh mỗi lúc là đi học về và đến trường là cái lượng học sinh sẽ tản ra hai bên để giảm bớt cái tối thiểu cái vấn đề là rủi ro xảy ra vấn đề là tai nạn giao thông. Theo tìm hiểu của phóng viên 24 giờ cùng DRT, thì phía trước cổng chính hiện vẫn là đất canh tác của nhiều hộ dân. Và theo thông tin từ phía Ủy ban Nhân dân thị xã Buôn Hồ, thì con đường phía trước cổng chính của trường chưa thể thi công theo đúng quy hoạch là do chưa có nguồn vốn để tiến hành giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng. Tôi cũng đã có những cái biện pháp tuyên truyền các em, bởi vì trường hôm nay học sinh đi xe đạp điện rất là nhiều. Thì trường làm công tác tuyên truyền để cho các em ý thức chấp hành giao thông. Bên cạnh đó là kết hợp với lại công an phường. Và đã tổ chức cái cộng trường tự quản và công an phường cũng rất là sát sao, rất là quan tâm, rất là trăn trở về cái vấn đề an toàn giao thông. Cho nên là khi vào năm học đến giờ thì trường vẫn hoạt động rất là bình thường, cũng chưa có cái việc gì mà đáng tiếc xảy ra. Như vậy, sự mong mỏi của người dân cũng như học sinh về một cổng trường khang trang an toàn là có thực. Và các giải pháp của nhà trường và các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên cũng chỉ mang tính tạm thời. Vấn đề đặt ra ở đây là sự đồng bộ trong quá trình xây dựng một dự án cũng như giải pháp kịp thời nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại khi triển khai dự án ấy.